Kinh đi. Đấy, công nhận AD bây giờ càng ngày càng hai trẻ con bây giờ. Ui, nó cắn. Lo quá thì bố nó. Mày chờ. Mày chờ, để em mang cho cái chăn nhá. Không phải này, này. Hay thế. Giấm đại. Chưa. Bảo cái trái ra quần. Mà sao xu đi đâu thế nhở? Đấy, đi mua cái gì? Đi mua mà, bảo ngô đây, ai bảo ba không đi đi. Bảo nhanh về hết phim nơi. Đúng rồi, bà thấy rồi. Ngồi xuống. Ui, nó ăn thịt kìa. Ui, bố muốn nhìn đẹp. Đẹp nhờ, không phải xung quanh đẹp thế. Mấy cái, sao họ vẽ mấy cái nhỏ nhỏ tung tung xinh nhỉ? Đúng nhỉ, thôi đấy. Bơ, có thích không? Ngoài thế, hay thế. Hay thật luôn đấy nhỉ. Nước à? Nhất bố nhất bố đấy, để con gái sướng thế đấy. Ngồi phục vụ tận răng con luôn. À, tận ba luôn nhỉ. Ba, họ ngô đâu hết rồi. Không phải ngô đâu hết rồi, cả một cốc thôi. Ba hết rồi còn đâu nữa. Ba xem phim đi ba, bảo ngô vậy trời. Thì ba vừa xem phim vậy, thì con mua về cho ba ăn là gì nữa. Ba mua về cho cả nhà mà. Không. Ông sao lại thế này, bà đúng nè. Ăn hết rồi. Thôi ba đẹp, ba đẹp. Ăn như này phải để ý chứ. Xem xong rồi cứ đi bốc bỏ miệng. Em bảo xem con thế nào đi. Em chịu đi, bây giờ hai bố con anh giải quyết với nhau chứ tự nhiên bây giờ đổ thừa cho em. Này, cầm đây. Em bế bộ đi sang nhà bác hàng xóm chơi đây. Kệ bố con này. Mình nữa ăn hết bóng ngô không được. Thì là tham khảo đi. Nặng quá. Ôi trời ơi, nặng quá. Xu ơi. Không sao đấy, cô là xin lỗi. Bà xin lỗi nhá. Không tha lỗi cho bà đâu. Không tha lỗi cho mình. Bà có cái này hay cực kỳ luôn đấy. Bà có nhìn kìa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại này. Không mồ hôi cũng không tha lỗi cho bà. Này. Tên. Nhìn thấy gì chưa? Siêu to khổng lồ đây này. Thế đây là cái gì em? Này, con cầm thứ này. Wow. Thế giận chưa? Còn biết không, bà vừa treo đèo nội suối vượt bao nhiêu á, núi quá mồ hôi vác cái chai về nặng biết lắm, nặng lắm không? Bà dễ xíu, nhìn này. Nhưng sao bà vác nặng thế sao nào? Ôi giời ơi. Nặng quá. Bây giờ, thế giận nhé. Đây là chai bỏng ngô siêu to khổng lồ. Đấy. Anh tặng nhá. Anh tặng tao lỗi cho bà nhá. Mà bà thích bỏng ngô rồi đúng không? Đúng rồi, bà thích bỏng ngô rồi. Thế thì con sẽ cho hình phạt. Bây giờ bà nằm xuống đây. Nằm đây á? Ui giời, bà nằm xuống đây. Bà phạt như thế nào? Bà cứ nằm xuống đây, thả hồn đấy. Trời ơi, chồng bố kìa. Ăn.
Và mẹ sẽ đọc ăn. Ngon lắm. Ui, ngon rồi. Ngon thế. Nhưng mà đổ hết rồi ấy. Ừ. Ê, đọc hướng rồi. Ôi, em đứng ở ngoài kia thấy hai bố con cứ hình phạt bổng ngô. À, vừa nãy ăn hết của con, bây giờ con phải cho hết cả chai này đúng không? Ăn xong chai này là người ơi. Ừ. Ngon nhở, đã rồi nhở. Đã rồi, con trời luôn đấy. Ngon, ngon, ngon. Ngon, ngon. Ngon, ngon. Này, thôi, dọn vào ra kia xem tiếp